quay từ đi về. Bất động sản. Nếu ở đường này gì? Thôi cứ quay đi. Cứ quay phát biểu cái gì đâu. Quay xem. Quay để xem lại. Có cái mảnh ở dưới này để sát trong này luôn, bán được chắc. Đâu vậy à? Đi đi đường này xuống dưới trong kia. Ở trong này nó có cái hồ. Kiếm chỗ cái hồ này. Đấy. Kiếm gần cái hồ. Nhưng mà bây giờ đấu thầu ở lô 2 nhưng mà chưa biết là chỗ nào chứ. Giả dụ ở một lô đấy thì mình còn phải bốc phiếu chứ. Nó có bản đồ rồi mà. Ờ nhưng mình thế nó có bản đồ từng miếng một, rồi mình mua miếng nào chị ạ? Ờ. Như ở chỗ này là khu rồi. Bán 700. Nếu mà 300 thì 300 mình mua 700. 100 hơi tắt. 700 mua một cái đấy thì nó như. Nhưng mà 700 mua làm luôn rồi tớ. Đây ở trong khu trong này là 300. Cái này mua bây giờ chưa làm được luôn. 300 hơn 300. Còn lâu mới được sổ đỏ, giao đang tranh chấp còn chơi nhiều những biết hướng mua kiểu gì. Thế là chưa làm quân, bây giờ 300 cái này bỏ ra là phải ít nhất phải 5 năm nữa. Họ xây xiếc lên thì mình xây lên thì mới làm được. Bây giờ đã có dân quái rồi. Nhớ ai ngoài kia đi ở đây mua thì mở ra có một đá cho ra hàng cầu. Nghĩa là nó xây dựng nhà lên là nó bán luôn đấy. Tí nó hỏi anh Quân biết ngay anh chuẩn bị mua mà không tin biết ngay. Anh đấy có bà nào là trong xã chứ gì. Hỏi anh đấy làm gì á? Định làm cái gì? Anh định làm mua vứt đấy. Không nhưng mà anh định làm cái gì? Anh ấy mua vứt đấy. Không bảo anh định đầu tư vào cái gì? Xem đã. Một là mua đất, hai làm nhà, làm luôn thì cứ chần chừ. Chần chừ để tiền mất giá hết, công càng ngày nó càng lên. Mới đầu năm thuê nhà công nó vào phải 74. Nhưng ông tính là 74, bây giờ 80. Chưa tính điện nước nữa. Rồi. Giống muốn nghĩ làm nhà. Nên nó nên biết bao nhiêu làm nhà thì ở hơi sướng thì... tiền tiêu đi mới có lại chứ tiêu chung, chung em chẳng có hỏi em còn phải tiêu gì làm nhà mấy trăm rồi mấy tầng chỗ này là đông nọ xem chứ mà làm hai tầng xem thế nào chứ hết dầu thì người làm sao mà được hạn chế làm hạn chế tiệm làm vài năm rồi giả hết chứ làm nợ đến chục năm cơ mà với mồm mà có mà bao giờ nói chung là vay bao nhiêu mà vay nợ chục năm rồi chết nói chung là vay của người nhà được thì vay của người nhà nói chung là vay thoải mái của ông bà già em với cả ấy anh chị cũng bảo cho vay mà đấy vay được thì cứ làm anh chị là năm nay làm bao nhiêu thì vay hết chẳng được gần chả bò đừng quay ít bò ngọc phết hai vợ chồng có trăm chắc giờ bình phải 2 lít đấy 200 có trăm thôi 200 làm 2 năm nay rồi lại ra được não được rồi tập hết một cái cửa hàng cho Quân đi lối nào vào nhỉ cuối năm thanh lý cái là hết đây đến thanh lý chắc còn thanh lý bãi chắc được chục triệu rồi. Chưa được chục triệu nếu mà nhà nói cho Quân đi lối nào biết đấy còn đối với bạn còn chắc được hơn chục triệu thanh lý thì chắc được 5 triệu vốn mình mua là mất 1 triệu, anh nghĩ là phải lỗ rồi.